Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 12 tháng 10, khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 31 độ C. Khu vực miền Trung trời có mây, có mưa rào, riêng thành phố Đà Nẵng đề phòng mưa to đến rất to. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa trên 80mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp cũng như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về thời tiết biển, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của dông lốc.